siêu du thuyền lớn gấp 5 lần tàu Titanic đã được hoàn thiện. Thưa quý vị, mới đây, tạp chí Interseas Engineering cho biết Icon of the Seas, du thuyền lớn gấp 5 lần tàu Titanic đã hoàn thien những chi tiết cuối cùng ở xưởng đóng tàu Meyer Turku tại Phần Lan và được bàn giao cho công ty du lịch Royal Caribbean International hồi cuối tháng 11. Icon of the Seas sẽ là du thuyền lớn nhất từng được sản xuất với 18 tầng chở khách, 7 bể bơi và lựa chọn mở rộng gồm hơn 40 nhà hàng và quán bar. Với sức chứa 5.610 hành khách, tàu có khối lượng 250.800 tấn và tổng chiều dài lên tới 365m. Siêu du thuyền này có 8 khu phố, mỗi khu cung cấp trải nghiệm, giải trí và lựa chọn ăn uống riêng biệt. Theo kế hoạch, Icon of the Seas sẽ có chuyến chở khách đầu tiên vào ngày 27 tháng 1 năm 2024.